chào tất cả các anh chị và các bạn đã thường xuyên theo dõi về cái kênh tư vấn phong thủy của Phong Thủy Tâm Nguyên. Và hôm nay tôi là Thiên Long và bên cạnh tôi đây là anh Đức Trung. Thì hôm nay đó là chúng tôi quay trở lại với cái số thứ hai của cái việc tư vấn giải đáp tất cả các câu hỏi của các anh chị về cái vấn đề làm nhà, xây dựng nhà ở, tu tạo, sửa chữa để làm sao đưa ra cho các anh chị tất cả những cái phương án, cái lời giải đáp tốt nhất để giúp cho anh chị định hình được cái việc làm nhà của mình. Và quay trở lại cái vấn đề làm nhà thì ở cái số trước đó là khi mà chúng tôi làm xong các câu hỏi thì cũng có rất nhiều các anh chị đó là gửi các câu hỏi về Phong Thủy Tâm Nguyên để hỗ trợ và giải đáp cho anh chị về cái vấn đề làm nhà. Vì và do cái thời lượng chương trình thế nên là hôm nay thì tôi và anh Đức Trung có đọc ra ở đây đó là 5 cái câu hỏi để hỗ trợ cho các anh chị để làm sao các anh chị biết cách và có cái phương hướng mình làm nhà nó tốt nhất. Và lại luận về cái vấn đề làm nhà để làm sao các anh chị mà trước đó đã xem video thì có thể là hiểu rồi. Và các anh chị mà chưa xem video thì có thể hiểu hơn được cái việc làm nhà. Để mình hiểu rõ là cái vấn đề mình làm nhà là mình làm như thế nào, mình dựa căn cứ vào cái yếu tố như thế nào để mình làm. Vì rằng đó là rất nhiều câu hỏi của các anh chị gửi đến Phong Thủy Tâm Nguyên thì đầu tiên là câu hỏi nó chưa rõ ràng, và cái thứ hai là các anh chị cũng chưa định hình là cái việc làm nhà là như thế nào cho nó đúng. Và để giải quyết, và trước khi vào cái chương trình thì để giải quyết cái câu hỏi này, cái thắc mắc này thì tôi xin nhờ anh Đức Trung là hướng dẫn và giải đáp cho các anh chị là cái vấn đề làm nhà cụ thể nó như thế nào. Vâng, xin mời anh Đức Trung. Xin chào tất cả các anh chị, cảm ơn anh Thiên Long. Trên tinh thần đó là những cái số video trước đó mà chúng tôi có đưa ra những cái lời giải đáp với các anh chị rất nhiều những cái lời giải đáp thắc mắc khác nhau. Tuy nhiên mỗi một chương trình số lượng thời gian có hạn thì chúng tôi chỉ giải đáp được 5 câu hỏi mà thôi. Nhưng mà tự chung lại chúng ta nhìn thấy một điều đó là các câu hỏi của anh chị gần như nó vẫn chưa được rõ ràng các thông tin cho lắm, cho nên những câu hỏi của chúng tôi để mà giải đáp cụ thể nó cũng trở nên rất khó. Và hy vọng là sau mỗi một số khác nhau thì các anh chị xem được những video này thì các anh chị sẽ đặt ra những câu hỏi nó đầy đủ thông tin hơn thì cái việc hỗ trợ chúng tôi sẽ trở nên tốt hơn. Ngoài ra các anh chị cũng có thể gọi đến số 1900292 bấm nhanh số 2 hoặc là đến văn phòng chúng tôi tại phòng 510 tòa 34T đường Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội để được tư vấn một cách chi tiết. Thì đấy cũng chính là cách để mà Phong Thủy Tâm Nguyên hỗ trợ các anh chị một cách rõ ràng nhất cũng như cụ thể nhất. Vậy thì đi vào cái việc đó là những quan điểm làm nhà của Phong Thủy Tâm Nguyên đưa ra, thì tại Phong Thủy Tâm Nguyên chúng tôi các anh chị thấy một điều là những nguyên tắc hay những quan điểm về phong thủy chúng tôi đưa ra rất minh bạch để các anh chị có thể hiểu rõ nhất và đơn giản hóa những thuật ngữ cũng đơn giản hóa những cái chi tiết để các anh chị thấy làm nhà mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Cái việc làm nhà là cái việc vô cùng tốt đối với các anh chị, nhưng mà tại sao chúng ta cứ bị đè nén bởi những cái quan điểm xưa cũ, những cái yếu tố phong thủy dân gian cũ mềm rồi nó khiến cho việc làm nhà cũng rất nặng nề, khiến cho cái việc làm nhà là việc đại sự, chúng ta có tiền chúng ta làm, nhưng tại sao tâm chúng ta không an, chúng ta không an tâm thanh lạc, khiến cho việc về nhà rồi mà vẫn còn bị người ngoài người vào nói ra nói vào thì khiến cho việc chúng ta càng lo lắng hơn. Ngày giờ rồi là các cái yếu tố bố cục trong nhà nó không được hợp lý, hoài hợp lý hay không các chị không đánh giá được, và thông qua cái việc đó các anh chị trở nên đẽo cảnh giữa đường và cảm giác rất lo lắng. Điều đó là cái điều mà Phong Thủy Tâm Nguyên chúng tôi thường xuyên nhận được thông qua những câu hỏi của các anh chị và thông qua những lời tâm sự của các anh chị. Vậy thì điều đầu tiên chúng ta cần phải khẳng định với nhau để rõ ràng hơn yếu tố về quan điểm làm nhà, đó là chúng ta làm nhà chúng ta phải xác định yếu tố đầu tiên, đó là vận đất mà chúng ta định làm, tức là cái trạch đất hay là cái ngôi nhà mà các anh chị đã bỏ đi, các anh chị muốn làm trong năm nay ấy, thì chúng ta phải đánh giá yếu tố vận khí của đất nó còn được tốt hay không các anh chị làm. Thông qua cái việc đó là tọa hướng của ngôi nhà nó như thế nào, đánh giá vào các yếu tố sát hàng năm để chúng ta biết rằng là ngôi nhà đấy có làm được cái công, điều đấy quan trọng hơn. Và quan trọng hơn tất cả đối với cái việc đó là các anh chị cứ băn khoăn tuổi tôi có làm đẹp nhà hay không, hay là tôi mượn tuổi thằng con tôi sinh năm tương đây làm thì có được hay không, hay là tôi mượn tuổi này động thổ có được hay không. Trước khi trả lời những câu hỏi đấy, chúng ta phải trả lời câu hỏi trước, đó là hướng nhà tôi là hướng gì và bao nhiêu độ, và hướng nhà đấy năm nay có làm được nhà hay không, hay năm sau có làm được nhà hay không, điều đấy nó quan trọng hơn các anh chị nhé. Hơn nữa một điều đó là trên cái yếu tố đánh giá, trên yếu tố sát mà chúng ta biết hàng năm như thế để biết được rằng là hướng đấy của nhà tôi có phạm sát không, nếu ok làm được đúng không ạ. Thì điều quan trọng hơn nữa thông qua cái việc đó, khi mà chúng tôi tiến hành về khảo sát cái địa cục, khảo sát cái hình thế và khảo sát cái đất đai, cái hạng mục công trình mà các anh chị đang tính làm nhà, thầy Tam Nguyên hoặc là đội ngũ kiến trúc sư hoặc đội ngũ trợ lý chuyên sâu của Phong Thủy Tâm Nguyên tiến hành về trực tiếp để mà khảo sát đất đấy, chúng ta còn phải xem là cái địa hình, địa thế, cái hình thế loan đầu, cảnh quan cách cục xung quanh nó có ảnh hưởng tốt hay xấu đối với cái mảnh đất đấy của anh chị, để quyết định rằng là cái mảnh đất đấy của anh chị có là nơi cư ngụ dài lâu được hay không. Điều đấy là điều vô cùng quan trọng hơn mà thông qua việc khảo sát chúng ta còn phải tìm ra được nữa. Do đó là với những câu hỏi mà nó chưa đầy đủ thông tin, chưa có độ số hướng nhà thì chúng tôi cũng khá khó khăn trong cái việc hỗ trợ các anh chị. Hay là các anh chị cũng chưa hiểu quan điểm, các anh chị lại đặt một câu hỏi Uber rằng là tuổi tôi có làm được nhà hay không, hay tuổi con gái tôi, tuổi con trai tôi có làm được nhà hay không, thì cái điều đấy nó khiến các anh chị trả lời hoang mang. Nhưng nếu chúng ta đã rõ ràng rằng là hướng nhà mình là bao nhiêu độ,
biết rằng là năm sau hướng đấy, đất đấy có vận làm được hay không, chúng ta trở nên rõ ràng hơn. Nếu như không được vận thì chúng ta để vào năm khác chúng ta làm. Tiếp nữa đó là hãy mời chuyên gia tư vấn phong thủy, hãy để những đơn vị chuyên gia, hãy để đơn vị chuyên nghiệp tư vấn về phong thủy giúp các anh chị khảo sát cách cùng cách cụ thể, thì để các anh chị biết được rằng là cái đất đấy nhà mình có được vượng hay không để chúng ta làm. Chuyên đôi là thông qua cái việc đó là người ra người vào đó thì các anh chị càng trở nên hoang mang, các anh chị nhé. Và sau khi mà khảo sát xong rồi, biết được rằng là cái tranh đất đấy của anh chị hoàn toàn hợp lý, rất tốt, tọa hình trước sau, bên trái bên phải đều rất tốt, ngã ba ngã bảy đường đi đối lại, các công trình núi non sông nước xung quanh tác động rất tốt đến yếu tố phong thủy của anh chị ở đây hợp long vượng. Thì tiếp theo chúng ta bàn đến việc đó là với cái tọa hướng ngôi nhà như này thì năm tới hay năm nay các anh chị triển khai động thổ thì vào tháng nào, rồi đi sâu vào nữa thì mới chọn 5 tháng ngày giờ để triển khai động thổ, tuổi động thổ, và bắt đầu liên quan đến việc tư vấn thiết kế lên cái ngôi nhà làm sao cho hợp phong thủy, rồi là tạo nên một cái bộ hồ sơ phong thủy chất lượng để các anh chị yên tâm nhất với tất cả các hạng mục liên quan đến phong thủy. Thì từ đó các anh chị làm ngôi nhà nó vô cùng thuận lợi, vô cùng hanh thông, và theo một chiều nó rất là các anh chị làm chủ được chính công việc của mình ấy, chứ không cần phải lo là người kia góp ý một tí, người này nói vào một tí các anh chị trở nên lo lắng, và điều lo lắng đấy khiến anh chị làm nhà trở nên hoang mang. Thì đó là cái điều mà phong thủy Thái Nguyên cần phải thống nhất lại tinh thần với các anh chị như thế. Và thông qua những cái video trước đó chúng tôi đã nói rất nhiều về yếu tố này, thì các anh chị vui lòng xem lại những video trước để hiểu rõ hơn từng cái quan điểm một đấy. Vậy thì không để các anh chị chờ lâu nữa, thì ngay sau đây thì Đức Trung và Tiến Long sẽ đi vào cái việc hướng dẫn các anh chị những cái câu hỏi của khách hàng, hay trả lời các hỏi thực tế các khách hàng thông qua cái việc là các anh chị đã xem và đặt câu hỏi với chúng tôi. Xin mời anh Tiến Long. Vâng, xin cảm ơn anh Đức Trung. Thì vừa rồi anh Đức Trung thì cũng có tóm tắt qua cho anh chị về cái việc đó là làm nhà như thế nào cho nó đúng, và cũng có rất nhiều cái câu hỏi của các anh chị gửi đến chương trình. Và không để mất cái thời gian của anh chị thì hôm nay thì tôi và anh Đức Trung thì xin lọc ra 5 cái câu hỏi và giải đáp cho 5 các anh chị để làm sao giúp cho các anh chị đó là có cái định hình rõ nhất về việc làm nhà. Thì đầu tiên đó là chúng ta đi vào cái câu đầu tiên của chị Thủy ở Nghệ An. Thì chị có câu hỏi như sau: em chào thầy Tam Nguyên, chồng em sinh năm 1986, em sinh năm 1987. Em xem các thầy ở quê thì bảo tuổi vợ chồng em năm nay đẹp để làm nhà. Thì em xin hỏi thầy là em làm nhà thì vào tháng nào là tốt và làm tháng nào thì đẹp. Em xin cảm ơn thầy. Thì với cái câu hỏi này thì nó rất là chung chung, và cái câu hỏi này thì chúng tôi gặp rất là nhiều. Tuy nhiên thì do rằng các anh chị trước đó đã xem rồi, và có những các anh chị mà bây giờ có thể có cơ hội tìm hiểu đến phong thủy Tam Nguyên, thì chúng tôi vẫn muốn giải đáp và hỗ trợ lại cho anh chị để làm sao thứ nhất là từ chị Thủy, và thứ hai là các anh chị khác có cái vấn đề nó được giải quyết nó tốt hơn. Và với câu hỏi này thì xin nhờ anh Tức Trung anh hướng dẫn cho chị Thủy. Vâng, cảm ơn anh Long, cảm ơn chị Thủy đã tin tưởng và đặt câu hỏi đối với chương trình. Thì như chị Thủy có đưa là chồng chị xem 86 Bính Dần và chị xem 87 Đinh Mão, đúng không ạ? Ở đây thì cũng còn thiếu năm sinh của các con nhà chị nữa nếu như anh chị đã có các cháu rồi. Tuy nhiên một điều đó là giống như câu hỏi mà bao nhiêu các anh chị đặt ra, đúng không? Chúng tôi lại được gặp một câu hỏi tương tự, đó là tuổi tôi có làm được nhà hay không và làm được tháng nào. Thì ngay trước đó Đức Trung đã giải thích các anh chị rồi, đúng không ạ? Trước khi trả lời câu hỏi là tuổi tôi có làm được nhà hay không, hay tuổi các thành viên của tôi có làm được nhà hay không và làm được tháng nào, thì ở đây chúng tôi cần biết thêm đó là hướng nhà của anh chị đó là hướng gì và bao nhiêu độ, chúng tôi mới đánh giá được tiếp rằng là chúng ta có làm được nhà hay không. Các anh chị dùng cái ứng dụng đó là các anh chị lên trên kho ứng dụng của điện thoại iPhone, tức là dùng hệ điều hành iOS, hoặc là các anh chị dùng điện thoại có hệ điều hành Android, các anh chị đều có thể lên kho ứng dụng tải ứng dụng là La Bàn Việt về máy. Thì với ứng dụng La Bàn Việt về máy thì trong đấy cũng có phần hướng dẫn đo rất là cụ thể với việc quan điểm đó, hướng nhà là bước mặt ra khỏi cửa, mặt mình nhìn thẳng vào đâu thì đấy chính là hướng. Các anh chị cầm cái điện thoại trên tay, các anh chị đo cụ thể xem là hướng nhà các anh chị nó tọa gì, hướng gì, tọa tuất hướng thìn hay là tọa tị hướng hợi, tọa hợi hướng tị hay là tọa xỉu hướng mùi, hay là tọa thân hướng dần, tọa dần hướng thân, tọa tín ngọ, đủ các sơn hướng như vậy thì chúng tôi mới có thể biết được rằng là hướng nhà chị là bao nhiêu độ, tọa gì hướng gì. Tiếp theo đấy mới căn cứ vào cái việc là các yếu tố sát theo thần sát mỗi năm, tức là vào năm 2020 chẳng hạn, các thần sát nó đến các vị trí như nào, đến các hướng như nào, tôi mới đánh giá được về rằng là hướng đấy năm sau nó bị phạm sát nhé, không nên làm, hay hướng đấy năm sau nó được các cát tinh cao chiếu, nó được các yếu tố phụ trợ của thiên tinh của đất trời, ok làm vượng đấy, được làm đi, làm vào tháng nào vượng thì chúng tôi sẽ trả lời các anh chị. Còn chi tiết cụ thể hơn nữa thì chúng tôi cần phải có đầy đủ năm tháng ngày giờ sinh của anh chị, bố mẹ hoặc là con cái anh chị ở trong cái nhà đấy, chúng tôi cũng có thể tư vấn chi tiết được. Do vậy rằng là với cái việc đó là thay vì đó là tuổi của anh chị như này thì các anh chị cần phải báo chúng tôi rằng là hướng của nhà anh chị là hướng này, tương đối độ, thì xin hỏi chương trình là năm 2019 có làm được nhà nữa không, 2020 thì có làm được nhà nữa không và làm vào tháng nào, thì chúng tôi mới có thể căn cứ và chọn cái tháng ở đây là tháng vượng để các anh chị triển khai làm. Tháng vượng đấy căn cứ trên yếu tố đó là nhật nguyệt đáo sơn hay là thiên đất đáo sơn.
Thiên Đức Quý Nhân Đáo Sơn Cung thì có thể là chọn ra cái tháng vượng để các anh chị triển khai động thổ. Từ tháng vượng đấy chọn tiếp là ngày nào, giờ nào, tuổi nào động thổ, động thổ vào phương vị nào, các nghi thức nghi lễ thực hiện như thế nào. Và sau đó thì lên phương án các cái bố trí công năng mặt bằng, thiết kế lên bộ hồ sơ phong thủy hay các bộ hồ sơ thi công khác để làm nên một ngôi nhà hoàn chỉnh thì chúng ta phải từng bước một. Thì ở đây là anh chị đưa thiếu thông tin cho nên là phong thủy Tam Nguyên tôi chưa có trả lời ngay được. Do đó thì các anh chị khác hay chị Thủy có xem chương trình thì vui lòng là báo lại chúng tôi về cái việc độ số chính xác nhưng tôi cũng có thể tư vấn được nhé. Cảm ơn chị Thủy, cảm ơn anh Long. Vâng, xin cảm ơn anh Đức Trung. Thì cái lời tổng kết lại với chị Thủy thì đó là cái việc làm nhà là mình không phải là làm trên người mà mình làm trên đất. Do đó khi mà chị cung cấp đầy đủ cái thông tin về độ số cái trạch đất của cái hướng nhà cho phong thủy Tam Nguyên thì lúc đó chúng tôi sẽ hướng dẫn cho chị là cái việc làm nhà nên chọn cái tháng vượng như thế nào để mình tiến hành làm. Thì xin cảm ơn câu hỏi của chị. Tiếp theo là đến cái câu hỏi thứ hai, câu hỏi của anh Long ở Hà Tĩnh. Anh có câu hỏi như sau, đó là xin chào thầy, tôi ở Hà Tĩnh muốn làm nhà trong năm nay và mong muốn thầy tư vấn về cách đặt các phòng gồm có nhà bếp, ban thờ, cửa chính, cửa sổ và cổng. Xin thầy tư vấn giúp và chi phí thế nào để gia đình chuẩn bị nhé. Xin cảm ơn thầy. Và với cái câu hỏi này của anh Long thì anh đã có một cái định hình về cái việc xây nhà và yếu tố phong thủy trong cái căn nhà của mình. Tuy nhiên thì vẫn cần phải cái yếu tố nó phải cụ thể hơn. Và với cái câu hỏi này thì xin nhờ anh Đức Trung giải đáp và hướng dẫn cho anh Long. Vâng, Đức Trung. Cảm ơn anh Thiên Long. Cũng cảm ơn anh Long ở Hà Tĩnh luôn bằng việc đã tin tưởng chương trình và đặt câu hỏi đối với chúng tôi. Thì với câu hỏi của anh Long là có lẽ là anh cũng theo dõi với chúng tôi một thời gian rồi cho nên các anh chị cũng đặt niềm tin vào sự tư vấn của chúng tôi. Tuy nhiên rằng là muốn tư vấn hỗ trợ các anh chị được thì như một câu nói mà chúng tôi nói là thông tin phải cụ thể hơn nữa chúng tôi mới có thể rõ ràng được. Ở đây thì cũng chưa biết rằng là hướng của anh định làm là hướng gì để cho nên đánh giá năm 2019 hay 2020 có làm được hay không, đúng không ạ? Thì mời anh Long tiếp tục đo hướng xem hướng gì bao nhiêu độ thì báo lại chúng tôi. Tiếp nữa với cái việc đó là anh Long muốn phong thủy Tam Nguyên tư vấn về cách bài trí các phòng, nhà bếp, ban thờ, cửa chính, cửa sổ và cổng như thế nào thì đây nó hoàn toàn tất cả những cái mong muốn của anh nó đều nằm trong một cái hạng mục bộ hồ sơ gọi là bộ hồ sơ phong thủy. Như các anh chị thấy phía sau lưng chúng tôi đó là cái bộ hồ sơ phong thủy mà chúng tôi đang để trong hộp này thì đây là một bộ hồ sơ mà nó thể hiện tất cả những cái hạng mục liên quan đến cái yếu tố năm tháng ngày giờ để triển khai động thổ, các phương án bố trí công năng cách cục từng phòng ốc trong nhà như thế nào đúng tỷ lệ đúng kích thước, rồi phương án liên quan đến bố trí công trình ngầm, đường nước ra, đường nước vào đặt ở đâu, hay bể phốt, bể nước đặt ở đâu, rồi là phương án liên quan đến kích thước cổng cửa sao cho đúng lỗ ba, rồi là họa tiết màu sơn mặt tiền, trang trí nội ngoại thất như thế nào sao đúng nguyên tắc cho phong thủy tọa hướng, rồi là những cái yếu tố liên quan đến bố trí phòng thờ, vị trí động thổ, phương vị động thổ, phương án chấn trạch. Đó là những cái hạng mục, tổng có 12 hạng mục trong bộ hồ sơ phong thủy thì nó sẽ trả lời hết tất cả những cái câu hỏi của anh Long này. Bởi vì rằng là sẽ không có cái lý thuyết nào để thông qua cái việc đó là nhà tôi tọa như thế này, hướng như thế này thì bố trí phòng thờ ở đâu, hay là tôi sinh năm tương đây, vợ tôi sinh năm tương đây, con tôi sinh năm tương đây thì bố trí phòng ngủ như thế nào. Thì tất cả những cái đấy nó rất chung chung, cần phải đánh giá được yếu tố vận khí của đất có làm được nhà hay không. Tiếp nữa về khảo sát cách cục đất để xem đất nhà anh vuông méo tròn trịa như thế nào để đưa ra được cái định hình thiết kế, concept thiết kế, từ đấy mới có thể là đưa ra được cái bố trí công năng từng tầng. Tầng 1 như nào, tầng 2 như nào, tầng 3 như nào. Và quan trọng nhất trong việc thiết kế ở đây đó là việc đặt trục khí, đó đặt cầu thang ở đâu để đưa ra được hệ thống giao thông trục dọc và đường hành lang đi lại, tức là hệ thống giao thông trục ngang như nào để bổ khí được loan hoàn trong ngôi nhà của anh chị. Đây hoàn toàn là một bộ môn khoa học rất rõ ràng, rất minh bạch mà có lẽ là thông qua dăm ba cái phút trao đổi ở trên này thì chúng tôi cũng không thể trả lời được anh chị cách cụ thể được mà cần phải khảo sát và rõ ràng thông tin hơn. Thì xin mời anh Long cũng như các anh chị khác nghe được cái phần trả lời chúng tôi và chuẩn bị những phương án kỹ lưỡng hơn nhất thì từ đấy chúng tôi có thể báo phí các anh chị chi tiết được, chứ nó không có một biểu phí nhất định nào để báo các anh chị được cả. Xin cảm ơn anh Long và xin cảm ơn anh Đức Trung. Thì qua cái lời giải đáp của anh Đức Trung thì cũng xin gửi đến anh Long đó là cái việc anh rất là quan tâm đến cái vấn đề đó là hồ sơ phong thủy cũng giống như là cái yếu tố phong thủy tác động đến căn nhà của mình làm sao cho phù hợp. Thì anh cung cấp thêm cho phong thủy Tam Nguyên những cái thông tin ví dụ như độ số hướng nhà của cả các thành viên trong gia đình thì lúc đấy thì phong thủy Tam Nguyên thì sẽ có cái phương án ví dụ như khảo sát trực tiếp hoặc là đưa ra cho gia đình những cái lời khuyên về cái vấn đề tu tạo, khai sơn lập hướng cho căn nhà của mình tốt hơn. Thì đó là tất cả những thông tin mà muốn gửi đến anh Long. Ở tiếp theo là đến cái câu hỏi thứ ba, và cái câu hỏi này theo tôi đánh giá là cái việc là các anh chị rất hay mắc phải. Và cái câu hỏi này là được từ anh Nam ở Bắc Ninh và chúng tôi đã sàng lọc và chúng tôi có đem đến cái chương trình số hôm nay. Với cái câu hỏi như sau: em chào thầy Tam Nguyên, em sinh năm 1976, vợ em 1977, có con trai 1997, sang năm em làm nhà hướng Tây nhưng lệch nam nhiều hơn. Em nhờ thầy chỉ giúp thì tháng nào động thổ được?
em xin cảm ơn thầy và mong thầy giải đáp giúp em. Thì với cái câu hỏi này, tôi đánh giá là cái câu hỏi các anh chị thường hay mắc phải. Bởi vì sao? Bởi cái vấn đề là các anh chị biết được cái việc đó là độ số về cái hướng nhà, biết được cái việc đó là đất có vật đất và cái việc hướng của cái đất của nhà mình nó như thế nào. Tuy nhiên cái vấn đề đo hướng của các anh chị nó cũng còn rất nhiều cái vấn đề mà chúng ta cần phải bàn. Thế nên là với cái câu hỏi này thì vẫn phải nhờ anh Đức Trung để làm sao anh hướng dẫn cho các anh chị cách thức để làm sao đo cái hướng nhà làm sao cho nó chuẩn. Thì lúc đó cái đầu vào của các anh chị thì chúng tôi mới giải đáp nó rõ ràng hơn được. Xin mời anh Đức Trung. Cảm ơn anh Long. Cảm ơn anh Nam và bác Ninh đã đặt câu hỏi cho Phong Thủy Nguyên. Thì ở đây anh đã đưa những thông tin nó khá cụ thể một chút bằng cách là anh sinh năm 76 Đinh Thìn, vợ sinh năm 1977 Đinh Thị, con anh 1997 Đinh Sửu. Và nhà anh là nhà hướng Tây nhưng mà anh bảo là lệch Nam nhiều hơn. Thì đây là một câu hỏi cũng là khá chung chung con số, chúng tôi cũng chưa thể đánh giá được. Bởi vì các anh chị hình dung nha, một cái mặt la bàn hình tròn nó 360 độ, nó chia ra làm 4 hướng, tức là Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông, Nam, Tây, Bắc, Tây, Nam, Đông, Bắc, đúng không ạ? Thế thì chia ra là 8 hướng như thế, tức là 360 chia 8 nó bằng 45 độ một cung. Tức là mỗi một hướng như thế nó bao gồm là 45 độ, một cái vòng cung như này 45 độ. Tiếp nữa chia ra mỗi một hướng như thế lại chia ra là 3 cung nhỏ bên trong, tức là 3 sân hướng bên trong. Ví dụ chẳng hạn, anh nói hướng Tây là bao gồm 3 cung là canh Dậu Tân. Thì canh nó lại từ giải độ này đến giải độ này 15 độ. Dậu nó từ giải độ này đến giải độ này 15 độ và Tân nó từ giải độ này đến giải độ này 15 độ. Thì thông qua cái việc đó là mỗi một cái hướng nó có độ số cụ thể như thế, chúng tôi biết rằng là nhà anh tọa gì hướng gì nó cụ thể đến 24 sân hướng. Thì với 24 sân hướng thì chúng tôi mới xét long, mới xét hướng được cụ thể là bao nhiêu và đánh giá yếu tố vận khí của đất, đánh giá được việc có nên làm hay không. Đó, do vậy là ở đây anh chưa xác định được cái hướng Tây nhà mình là bao nhiêu độ. Thì có những cách sau để anh có thể xác định được hướng nhà mình, và thông qua cái việc anh tự xác định hoặc là thông qua sự trợ giúp của chúng tôi, đó là cách dễ hơn. Với cái việc hướng nhà của anh thì bằng cách anh có thể dùng cái thiết bị đo hướng bằng cái la bàn của quân đội cũng được, hoặc các anh chị có thể mua cái la kinh ngọc phúc đường của Phong Thủy Tâm Nguyên như hiển thị trên màn hình này, để các anh chị có thể về để tiến hành đo lại cái hướng nhà mình là bao nhiêu độ. Hoặc các anh chị cũng có thể lên trên kho ứng dụng của điện thoại, kể cả điện thoại iOS hoặc là Android, các anh chị tải ứng dụng là La Bàn Việt về máy để các anh chị đo. Thì khi mà các anh chị sử dụng cái ứng dụng La Bàn Việt đấy thì nó sẽ báo rất là chi tiết cụ thể như là hướng nhà mình là hướng bao nhiêu độ. Thì đây tôi đang mở cái ứng dụng La Bàn Việt đây. Đây là cái ứng dụng La Bàn Việt để các anh chị tải về máy thì nó sẽ báo được cụ thể là hướng gì. Ví dụ ở đây là tôi đang đo, ví dụ như tôi khóa lại hạn thì nó sẽ báo rằng là cái nhà này đó là tọa nhâm và hướng bính 171 độ Nam. Thì đây các anh chị báo lại chúng tôi độ số nó cụ thể như thế, chúng tôi mới có thể là đánh giá được việc là có nên làm hay không và làm vào tháng nào. Đấy, còn ở đây là hướng Tây nhưng lệch Nam nhiều hơn và tháng nào đổ thổ năm 2020. Thì ở đây ví dụ chẳng hạn, nhà anh vẫn là hướng Tây nhưng lệch Nam nhiều hơn thì nó chưa chắc là không biết là đã sang hẳn Tây Nam hay chưa, hay là vẫn đang là hướng Tây. Hướng Tây thì xin thưa với anh Nam, nó bao gồm giải độ từ 247,5 độ cho đến 292,5 độ. Nếu như hướng Tây này năm 2020 mà anh xây dựng á, thì anh có thể lập hướng vào các tháng là tháng 3, tháng 4, tháng 5 hoặc là tháng 10 âm lịch. Tuy nhiên là ngày hướng Tây bao gồm 3 sân hướng là canh Dậu Tân, thì các anh chị chỉ nên khai sơ là hướng với hai hướng, đó là hướng canh và hướng Tân. Hướng chính Dậu tức là hướng chính Tây ấy, tức là 270 độ cộng trừ 75 độ sang hai bên ấy. Đấy, thì các anh chị không nên triển khai làm, bởi vì phần mão sơn nó phạm phải một lòng biến vận sát, đồng thời là phần mão nó phạm phải phần mão sơn, tức là phần tọa mão hướng Dậu ấy, nó phạm phải một lòng biến vận. Do đó thì các anh chị cũng không có nên sờ vào đối với cái nhà hướng chính Tây. Tuy nhiên hướng canh và hướng Tân thì lại ok được. Hướng canh thì nó dao động, nó trải dài từ 247,5 độ cho đến là 262,5 độ, tức là 15 độ cái hướng canh này. Và hướng Tân thì nó bao gồm từ 277,5 độ cho đến 292,5 độ, đấy là hướng Tân. Thì nếu như nhà của anh chị nó tọa sát hướng canh hoặc tọa ất hướng Tân năm 2020 thì làm rất là ok. Đấy, rất là tốt. Thì làm vào tháng 3, tháng 4, tháng 5 hoặc là tháng 10 âm lịch thì triển khai thì cũng rất là vượng. Còn nếu mà sang hẳn hướng Tây Nam, tức là vượt qua hướng Tây và sang Tây Nam rồi, Tây Nam nó giải độ từ 202,5 độ cho đến 247,5 độ. Nếu mà sang hẳn hướng Tây Nam rồi thì các anh chị cũng có thể triển khai lập hướng vào các tháng là tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 hoặc là tháng 9 âm lịch. Thì đối với hướng Tây Nam thì ở đây nó bao gồm 3 cung là Mùi, Côn, Thân. Thì nếu như đang ở hướng Tây mà lệch sang hướng Nam á, thì tức là nó sẽ giáp danh giữa canh và thân. Đấy, giáp danh giữa canh và thân. Thì đối với lại cái nhà mà tọa dần hướng thân, thực tế mà nói cái hướng thân năm 2020 nó không có áp cách, nó không có tốt. Đấy, vì rằng là cái hướng thân năm 2020 nó phạm phải Mộc Thủy Đô Thiên. Do đó là các anh chị cũng không có nên khai sơ lập hướng với cái nhà tọa dần hướng thân.
tiêu chung lại đấy, đó hướng đông hướng tây ở đây tây lệch nam nhiều hơn một tí, không biết là hướng đấy là hướng nam hướng tây nam hay hướng tây thì cần phải đo cụ thể độ số hơn thì mới đánh giá được cái hướng nhà đấy thì anh là tọa hướng gì và tháng vượng. Nhưng về cơ bản rằng là nếu như hướng canh và hướng tân nằm ở phương vị tây là nằm ở hướng tây thì anh chị có thể triển khai vào cái tháng đó là tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 10 thôi. Còn nếu mà nó vào hướng chính tây tức là vào chính dậu hoặc là sang hẳn tây nam rồi tức là tọa thành ra hướng tọa dần hướng tân thì không nên làm nhé. Đấy. Hôm qua như vậy để các anh chị có thể nắm được đo hướng cụ thể hơn thì phong thủy tổng nguyên sẽ hướng dẫn chính xác hơn. Đấy. Xin cảm ơn anh Long, cảm ơn anh Nam ạ. Vâng, xin cảm ơn anh Đức Trung. Thì tổng hợp lại thì muốn giải đáp cho anh Nam là cái việc là cái anh đo phải chính xác của vấn đề độ số hướng nhà mình. Tại vì anh đo anh theo cái kiểu là áng áng là mặt trời mọc ở tây rồi lệch nam, cái này nó không chính xác được. Và từ việc không chính xác dẫn tới là không thể xác định được cái cát hung của mặt đất như thế nào, và không xác định được cát hung thì rất là khó để đập hướng. Do đó với anh Nam hoặc là tất cả các anh chị khác mà đang có cái vấn đề về cái việc khai sơn lập hướng hay về cái vấn đề tu phương thì các anh chị cần phải rõ ràng vấn đề độ số, thì lúc đấy thì các anh chị gửi đến chương trình thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho anh chị đó là tháng nào ngày giờ nào để tiến hành mình đồng thổ được. Thì xin cảm ơn anh Nam. Tiếp theo là câu hỏi số 4, câu hỏi của chị Hạnh ở Hà Nam. Thầy cho con hỏi, con 54 tuổi, năm nay có làm nhà được không? Và con dự định là nhờ người tuổi 58 đứng tên và động thổ cho căn nhà. Trong nhà thì con đặt bếp ở Đông Nam nhìn về Tây Bắc, nhà vệ sinh thì con đặt ngược lại. Thì xin thầy cho con hỏi đặt như thế theo tuổi của con nó có được không? Con xin cảm ơn thầy. Thì xin cảm ơn cái câu hỏi của chị Hạnh và xin nhờ anh Đức Trung giải đáp của cái câu hỏi này của chị Hạnh. Xin cảm ơn chị Hạnh ở Hà Nam đặt câu hỏi đến với chương trình. Rằng là tuổi chị năm nay 54 tuổi, chị muốn động thổ và nhờ người tuổi 58 đứng tên để động thổ thì có được hay không, đúng không ạ? Rồi là các công năng sau đó thì chị đặt bếp và đặt nhà vệ sinh như thế thì có được hợp lý hay không, đúng không? Chúng ta giải quyết theo hai cái khối thông tin. Thứ nhất là thông tin rằng là tuổi chị năm nay 54 tuổi có làm được nhà hay không. Vẫn cái câu trả lời quen thuộc phong thủy nguyên, chúng tôi cần biết hướng nhà anh chị là bao nhiêu độ để đánh giá vận khí của đất trước, rằng là có làm được hay không đối với cái vận khí đất đấy. Trước khi được là tuổi chị có làm được nhà hay không, tuổi chị tuổi nào cũng làm được nhà hết, kể cả tuổi chị năm đấy phạm phải kim lôi tam tai không vẫn làm nhà bình thường, nhưng chị không động thổ thì chị vượt tuổi khác động thổ thế thôi. Còn đối với tuổi động thổ thì chắc chắn phải nên tránh kim lôi tam tai không. Do vậy tuổi của chị chưa chắc đã phải là động thổ, chị mượn tuổi động thổ chị đơn giản thì là người làm chủ lễ. Nhưng cái việc làm nhà hay không thì chúng tôi phải biết rằng là tọa hướng của nhà chị như thế nào để đánh giá được. Tiếp nữa về cái việc là sau khi mà cái việc chọn được cái tháng vượng để mà triển khai rồi, chúng ta tiếp tục đi vào cái việc đó là ngày và giờ nào để triển khai. Sau đó chúng ta mới chọn cái tuổi động thổ. Thì đây chị nói rằng là tuổi động thổ của chị là chị mượn người 58 tuổi đứng tên động thổ cho nhà chị thì có được hay không? Lại câu hỏi liên lại cái yếu tố liên quan đến chọn tuổi động thổ. Cái việc chọn tuổi động thổ ở đây thì chúng ta vẫn cứ nghĩ rằng là do tuổi tôi xấu quá, tuổi chồng tôi xấu quá, thế cho nên là tôi mượn cái tuổi động thổ để sao cho nó đỡ xấu. Thế thì người động thổ kia người ta cũng lo rằng là ôi nhờ ông xấu quá, ông đẩy cái xấu sang cho tôi, tôi hãi cũng không đáp thổ đâu. Và ai cũng sẽ tránh cái việc đấy. Nhưng sai, cái quan điểm mà động thổ, mượn tuổi động thổ phong thủy nguyên đưa ra đó là mượn cái tuổi động thổ ở đây ấy, đó là cái người đó chắc chắn không phạm kim lôi tam tai gốc rồi. Nhưng cái tuổi động thổ đấy nó vượng với gì, nó phải vượng với lại, nó phải hợp với lại cái năm tháng ngày giờ để triển khai động thổ. Các anh chị không thể nào triển khai động thổ vào cái ngày hợi như mượn ông tị ra động thổ được, đúng không ạ? Các anh chị không thể nào chọn cái ngày động thổ đó cái ngày giáp tí nhưng mà chọn ông canh ngọ ra để mà động thổ được, đúng không ạ? Thì các địa xung làm sao mà động thổ được, đúng không? Do đó chọn cái tuổi động thổ thì nó phải không được xung với lại cái cam chi của cái trạch nhật mà các anh chị động thổ. Tiếp nữa, cái tuổi động thổ đấy thì nó cũng phải vượng với lại cái ông trạch chủ, đúng không ạ? Chứ đừng có xung hình phá hại thì nó không ăn thua, đúng không ạ? Ví dụ như là ông trạch chủ là ông Tân Mùi thì lại mượn ông Minh Sửu ra động thổ thì Sửu Mùi nó tương xung thì cũng không có tốt. Do đó rằng là cái việc trong tuổi động thổ đấy phải căn cứ thêm yếu tố rất là khắt khe khác nữa để chọn ra cái tuổi động thổ. Rồi là cái tuổi động thổ đấy thì nó cũng cần phải vượng với lại cái long trạch nhà của các anh chị thì nó càng tốt. Do đó là chúng ta sẽ thấy rằng là mượn cái tuổi động thổ đấy thì cái tuổi động thổ đấy nó vượng với tuổi chị, nó vượng cái năm tháng ngày giờ để triển khai động thổ, nó vượng luôn cả cái tọa hướng của nhà anh chị. Thì ít nhất cái người động thổ đấy người ta cũng được hưởng một cái yếu tố về thiên khí địa khí rất là tốt cho bản thân họ. Do vậy nhà anh chị tốt và cái người động thổ cũng tốt luôn. Ít nhất là họ sẽ vượng trong cái tháng đấy hoặc họ sẽ có thể phát lộc trong cả cái năm đấy luôn. Chứ không phải là tuổi anh chị xấu quá anh chị mượn cái tuổi kia động thổ thì nhà họ trở nên xấu hơn, tuổi kia trở nên xấu đi thì chả ai dám động thổ cho anh chị cả. Tôi không dám luôn nếu tôi biết điều đấy, đúng không ạ? Nhưng nếu tôi biết rằng là cái ngày này nó rất tốt với mình được làm một việc đại sự tốt, tuổi ông này hợp tuổi tôi, cái nhà ông cũng hợp với hướng tôi nữa, thế cho nên là
tôi đồng thổ cho ông điều đấy rất tốt đúng không ạ? Đó là điều hoan nghênh luôn. Và các anh chị cũng chú ý là mượn cái tuổi đồng thổ đây là mượn những người thanh niên trai tráng, những người có sức khỏe tốt, chứ đừng mượn các cụ già rồi, các cụ đi ra đã khó cầm cái xà beng lên mà đồng thổ có khi là lúc đấy bộc phát bệnh ra thì có khi cũng không biết nên vui hay nên buồn đúng không ạ? Do đó hãy chọn người có sức khỏe, có cái công việc tốt, tinh thần tốt, gia đạo tốt thì động thổ cho anh chị rất là vượng, anh chị vẫn là chủ lễ, đồng ý mà. Còn việc mà bố trí công gian cách cục ở đâu thì việc này nó liên quan đến yếu tố tọa hướng của nhà anh chị như thế nào, năm sinh các anh chị các thành viên ra làm sao, nếu các anh chị xây nhà tầng thì bổ trục khí như thế nào thì có thể sắp xếp các bố trí công năng được, chứ nó không có cái lý thuyết nào cả thông qua cái việc là tuổi anh chị như thế đặt cái nhà vệ sinh như này nó có đúng hay không. Tất cả mọi thứ là chỉ trên mường tượng và trên suy diễn. Phong thủy là một môn khoa học về việc mình kiến tạo cái không gian sống và môi trường sống, do đó phải cụ thể hơn thông qua việc phải khảo sát vẽ lên và xem các yếu tố đánh giá, các yếu tố thần sát có được tốt hay không. Mà việc này nếu các anh chị không biết thì hãy để một đơn vị chuyên sâu về cả kiến trúc và cả phong thủy tư vấn các anh chị, điều đấy sẽ trở nên tốt hơn. Chứ đừng lựa chọn một đơn vị mà chúng ta chỉ có một trong hai thôi thì các anh chị kiểu gì lại đau đầu. Chọn đơn vị kiến trúc mà không am hiểu phong thủy thì cũng khổ, mà chọn một ông giỏi về phong thủy nhưng không biết cái gì kiến trúc thì cũng vất vả. Do đó hãy lựa chọn một đơn vị giỏi cả về kiến trúc và giỏi cả về phong thủy thì các anh chị sẽ trở nên yên tâm rất nhiều. Và phong thủy đam mê chúng tôi là một trong những đơn vị hàng đầu để chúng tôi tự tin trong cái việc và với năng lực của chúng tôi sẽ giúp các anh chị đạt những yếu tố là xây dựng một ngôi nhà nó hoàn thiện và nó tuyệt vời. Từ khi mà các anh chị triển khai động thổ cho đến khi trở lên nhập trạch thì mọi thứ rất là thuận lợi nhé. Cảm ơn chị Hạnh. Thông qua cái việc câu hỏi của chị thì chúng tôi cũng muốn nhắn nhủ các anh chị khác với cái băn khoăn tương tự như vậy. Cảm ơn anh Long. Vâng, cảm ơn anh Đức Trung. Thì với cái việc đó là cái câu hỏi của chị Hạnh thì xin tổng hợp lại để làm sao chị Hạnh và các anh chị khác mà còn đang mừng tượng cái việc đó là nhờ người động thổ, nhờ tuổi này tuổi kia động thổ cho căn nhà, thì các anh chị hiểu rằng tuổi nào cũng làm nhà được. Còn cái tuổi động thổ thì mình phải căn cứ vào cái việc đó là cái người đấy phải phù hợp với trạch đất nhà mình, phù hợp với cái năm tháng ngày giờ động thổ, phù hợp với tuổi trạch chủ và phù hợp với tất cả những cái vấn đề liên quan đến, ví dụ như người ta phải có khỏe mạnh này, người ta có gia đạo tốt, sức khỏe tốt, thì lúc đấy thì mình nên nhờ những người như thế để người ta động thổ. Tại vì cái câu hỏi này tôi thường gặp rất nhiều và các anh chị cũng hỏi rất nhiều, thì nhân cái câu hỏi của chị Hạnh thì cũng xin gửi gắm đến các anh chị mà nó đang có cái nỗi lo như thế để làm sao các anh chị biết được cái việc của nào mình làm nhà như thế nào. Thì xin cảm ơn chị Hạnh và xin cảm ơn cái lời giải thích và lời chia sẻ của anh Đức Trung. Vâng. Và đến cái câu hỏi cuối cùng đó là cái câu hỏi số 5, đó là cái câu hỏi của anh Nguyễn Văn Tiến ở Nam Định. Thì anh có câu hỏi như sau: chào thầy, em sinh ngày 21 tháng 9 năm 1981, muốn làm nhà hướng Nam năm 2019 và vào tháng 9 âm lịch này, thì mong thầy tư vấn giúp em về ngày giờ động thổ, tuổi động thổ, phương vị động thổ. Em xin cảm ơn thầy và cảm ơn công ty. Xin mời anh Trung, đó là anh hướng dẫn cho anh Tiến làm sao là trả lời và giải thích cho anh Tiến hiểu cái việc con làm nhà và động thổ như thế nào. Xin mời anh Trung. Vâng, cảm ơn anh Long. Xin cảm ơn anh Tiến ở Nam Định. Với việc là anh sinh năm 81 Tân Dậu và anh muốn làm nhà hướng Nam năm 2019 thì làm vào tháng 9 âm lịch này đúng không ạ? Nhờ chúng tôi tư vấn về năm tháng này giờ động thổ, tuổi động thổ đúng không? Xin cảm ơn anh Tiến. Đầu tiên là xin thưa với anh rằng là rất là may mắn bởi vì hướng Nam bao gồm 3 sự hướng là Bính Ngọ Đinh. Trong cái năm 2019 kỷ hợi này thì rất là may mắn là tọa Bắc hướng Nam, trục Bắc Nam năm 2019 thì khai sơn được hướng rất là vượng. Do đó là cả 3 sân hướng là Bính Ngọ Đinh thì năm 2019 đều làm được cả. Đấy, bởi thế cho nên nếu như vẫn là nhà anh là hướng Nam chứ nó chưa phải là lệch sang Tây Nam hay chưa phải lệch sang Đông Nam mà vẫn là hướng Nam thì ok, thì năm 2019 chúng ta sẽ làm được. Và tháng 9 cũng là cái tháng vượng để chúng ta triển khai là động thổ được. Tuy nhiên là để mà chọn được cái năm tháng ngày giờ để động thổ thì chúng tôi cần phải xin thêm được cái thông tin của anh hôm qua, cái việc đó là năm sinh của ngày tháng năm sinh của vợ anh như thế nào và ngày tháng năm sinh của các con anh như thế nào nữa, hay là những người sống trong gia đình đó nữa chứ không chỉ là riêng anh. Bởi vì cái việc chọn cái năm tháng ngày giờ để động thổ nó không phải là tuân theo cái nguyên tắc giống như các anh chị biết là chọn cái ngày hoàng đạo rồi là chọn giờ hoàng đạo, nó không phải như vậy đâu ạ. Không hề đơn giản như thế. Bởi thế cho nên là cái việc mà chọn được một ngày giờ động thổ rất là công phu, rất là nhiều cái yếu tố biến số để nạp vào thì mới có thể hình ra được. Tại vì nguyên tắc để xem ngày động thổ hay nguyên tắc để xem ngày trạch nhật hay nguyên tắc để xem những ngày đại sự khác, nó không phải ở cái việc đó là các anh chị chọn ngày hoàng đạo và giờ hoàng đạo. Nếu như các anh chị hỏi một ai đấy vào giờ hoàng đạo, ngày hoàng đạo hay xem mấy yếu tố về sao này sao kia xong rồi là phán là có làm được hay không, thì xin thưa các anh chị tất cả yếu tố đấy đều sai hết cả. Tại vì rằng là nguyên tắc quan trọng trong việc chọn được cái ngày đại sự để làm một cái việc đại sự nó phải căn cứ trên yếu tố về can chi và nạp giáp, căn cứ vào yếu tố về âm dương ngũ hành, căn cứ vào nạp âm bản mệnh để chọn ra được, chứ không phải là ngày giờ hoàng đạo. Biết được anh tuổi, ví dụ anh Tiến ở đây là anh sinh năm 1981, tuổi Tân Dậu đúng không ạ?
Ông thầy kia sẽ xem cho anh vào một cái ngày, đó là ngày đó sao rất tốt, là hoàng đạo, giờ đạo như chọn vào cái ngày Mão, để Mão dụ tương xung. Thì cái ngày đấy vốn dĩ đã xung với tuổi anh thì chả làm được cái việc gì cả, đồng ý không ạ? Do đó cái việc đấy là ngày cực kỳ xấu. Ngay việc can chi đã xung rồi thì làm sao mà triển khai được bất cứ cái việc gì, đúng không ạ? Do đó rằng là hơn nữa rằng là nếu như lại còn chọn vào cái ngày đó anh là tuổi Tân Dậu, lại chọn vào cái ngày là ngày Ất Mão nữa, thế cho nên thì lại càng kỳ xấu luôn. Bởi thế cho nên là cái việc mà chọn lựa cái ngày nào phải căn cứ trên yếu tố về can chi nạp giáp, nạp âm ngũ hành, để mang yếu tố về âm dương ngũ hành tương sinh. Các yếu tố can chi nó không được xung hình phá hại phá ra thì nó không có được như thế. Hơn nữa cái việc đó là để mà chọn được cái ngày đấu thổ nó còn căn cứ trên yếu tố về tọa hướng của nhà anh chính xác như thế nào, để căn cứ vào đấy lựa chọn những cái yếu tố khác nữa theo phong thủy cao cấp, ví dụ theo vòng tiền, theo long sinh bát sát, thì làm sao mà định hình ra được, đúng không ạ? Ví dụ ở đây là nhà anh nhà hướng nam, tức là phần tọa của anh là tọa bắc, đúng không ạ? Thế anh biết rằng là nếu như không biết mà chúng ta chọn một cái ngày, ví dụ là chọn vào ngày Thìn, thì cái ngày đấy lại cực kỳ xấu, và ngày đấy anh làm chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, mặc dù là Thìn Dậu nhị hợp, đúng không ạ? Nhưng mà vì rằng là với cái nhà mà tọa bắc và hướng nam thì không được chọn vào ngày Thìn, đó là yếu tố bị sát long. Yếu tố này không phải ai cũng biết, và yếu tố này không phải thầy nào cũng biết, bởi thế cho nên anh cần phải tỉnh táo để lựa chọn một đơn vị tư vấn cụ thể đưa những thông tin chính xác thì mới có thể lựa chọn ra được cái yếu tố năm tháng ngày giờ để chọn lựa cho anh làm động thổ như thế nào. Tiếp đó là lựa chọn cái phương vị động thổ. Phương vị động thổ thì nó có một số cách, ví dụ như là thông thường chúng ta động thổ theo bốn góc ở một cái trung cung, tức là giữa, theo cái động thổ truyền thống, đúng không? Nhưng với phong thủy đặc biệt chúng tôi cũng khi chỉ đưa ra hai hoặc ba vị trí thôi theo yếu tố về tam cát độc tú. Đây là một trong những cái phương án liên quan đến lựa chọn vị trí động thổ cắt bước mà không phải ai cũng biết lựa chọn. Rồi là cái yếu tố là các cái nghi thức nghi lễ động thổ như thế nào. Nhiều anh chị không biết đi động thổ thì đi mượn người động thổ, rồi là làm những cái thủ tục, rồi là bán nhà, rồi là chuộc sổ, rồi là sang tên đổi chủ cho cái ông động thổ đấy, xong rồi sau khi động thổ xong ông mới nhập trạch cũng lại, phải bán lại nhà cho mình để mua lại. Tất cả những yếu tố đấy các anh chị chỉ làm trên yếu tố pháp lý, chứ các anh chị làm sao lừa được thần thánh, đúng không ạ? Cái nhà cuối cùng các anh chị ở là cái nhà của các anh chị ở đấy, thì cái yếu tố phong thủy nó tác động đến bản thân sức khỏe, tinh thần, sự nghiệp, gia đạo, hạnh phúc con cái của các anh chị ở đấy, chứ không phải là cái ông động thổ kia. Ông động thổ xong ông đi về nhà ông ấy xong chuyện, nhưng các anh chị ở đấy là câu chuyện khác. Do đó là cần phải lựa chọn căn cứ trên năm tháng ngày tháng năm sinh của các thành viên gia đình anh để lựa chọn cái ngày nó không được xung phá hình hại với bất cứ ai. Chọn vào cái ngày nó phải có yếu tố về thất thức quý nhân đáo sinh hướng, tức là chọn vào tháng vượng, rồi là chọn vào cái thời điểm mà giờ đấy nó phải là giờ quý nhân, giờ đấy phải là giờ lộc mã, giờ đấy phải giờ cát, giờ tốt, rất nhiều yếu tố để lựa chọn được cái ngày, chứ không phải là ngày đấy là ngày hoàng đạo, giờ đấy giờ hoàng đạo. Xin lỗi anh chị, tất cả những nguyên tắc cơ bản như thế chúng tôi không bao giờ sử dụng, và nếu các anh chị vẫn còn quan điểm như thế thì xin các anh chị hãy thay đổi lại cái tư duy và lựa chọn một cái phương án chính xác nhất. Bởi thế cho nên cái hạng mục tư vấn xem ngày, hạng mục tư vấn có phí của chúng tôi chứ không phải là miễn phí. Đấy. Do đó là các anh chị có thấy là nếu như chúng tôi đã cầm cái khoản phí của anh chị trả cho thì chúng tôi phải trả một kết quả tương xứng, cũng như là vận dụng hết tất cả những cái kiến thức, những cái học thuật để xem được cái ngày tốt với các anh chị. Và kiểm chứng cho thấy là những anh chị sử dụng những phương án dịch vụ xem ngày phong thủy tự nhiên đều đưa những phản hồi vô cùng tích cực, vô cùng tốt. Bởi điều này phong thủy có khoa học, phong thủy có minh chứng, chứ không phải là chúng ta cứ xem ngày hoàng đạo giờ đạo không có căn cứ gì đâu các anh chị nhé. Thì thông qua cái việc này tôi có rất nhiều cảm xúc để chia sẻ với các anh chị, bởi vì là nhiều anh chị mắc phải quá, và cũng tôi rất là muốn nỗ lực đưa cái thông tin chính xác và minh bạch đến các anh chị. Thì xin thưa các anh chị, nếu đang theo dõi video này thì chúng ta hãy hiểu và nắm rõ thông tin một cách chính xác hơn, thì đội ngũ tư vấn của phong thủy tài nguyên chúng tôi cũng hỗ trợ các anh chị trở nên dễ dàng hơn. Xin cảm ơn anh Tiến, cảm ơn anh Long. Vâng, xin cảm ơn anh Đức Trung. Thì vừa rồi thì anh Đức Trung có hướng dẫn và giải đáp chia sẻ cho các anh chị đó là về 5 cái câu hỏi, và tôi nghĩ rằng là tất cả các câu hỏi của anh chị thì đa phần các anh chị đều gặp phải, từ cái việc không rõ được cái độ số hướng nhà, không rõ được cái việc có làm nhà như thế nào, rồi nhờ người động thổ, rồi mượn tuổi, rồi sang tên các thứ. Rồi cái tiếp theo là cái ngày giờ các anh chị đó là mạnh mở cái lịch ra rồi xem những cái thầy ở gần nhà thì nó đều không đảm bảo cả. Tại vì cái việc làm nhà nó rất là quan trọng, nó liên quan đến cái cát hung, liên quan đến cái họa phúc của cả một gia đình, của cả một đời người. Do đó khi mà các anh chị mà có bất kỳ một cái thông tin, bất kỳ một cái câu hỏi và thắc mắc như thế nào thì các anh chị có thể gửi về phong thủy Tam Nguyên, hoặc các chị có thể gọi theo số 1900 2292 bằng nhánh số 2. Thì ở đấy thì chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng và luôn tận tâm hỗ trợ cho anh chị, giải đáp cho anh chị tất cả mọi cái câu hỏi để giúp cho cuộc sống các anh chị, gia đình các anh chị tốt hơn, và bản thân mỗi người trong các anh chị ngày càng là có những cái sức khỏe, gia đạo và nhiều điều may mắn đến với cuộc sống và gia đình của mình. Thì
đến đây thì cái chương trình của chúng tôi cũng tạm thời dừng lại. Thì xin cảm ơn tất cả các anh chị và chúc toàn thể các anh chị toàn gia mạnh khỏe, sức khỏe và thành công trên con đường công việc cuộc sống của mình. Xin cảm ơn các anh chị. Vâng, xin cảm ơn. Hẹn gặp lại các anh chị trong những chương trình tiếp theo.